Xin chào mọi người, trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về những cách mất tiền và kiếm được tiền từ thị trường tiền điện tử crypto. Thực ra bây giờ chúng ta cũng không cần bàn tới vấn đề đó là tiền điện tử có tiềm năng hay không nữa. Bởi vì thực tế, một tài sản nó hơn nhau là ở sự công nhận. Như hồi xưa vài chục năm trước, chúng ta đâu có ai quan tâm tới đất đai. Ông bà bố mẹ thường bảo là dụ đất đầy ra đấy, thiếu đâu ra mà phải mua thêm làm gì. Thà để tiền mua cái tivi hay là con xe máy phục vụ chúng ta còn tốt hơn. Thì giờ tiền điện tử nó cũng vậy. Giá trị của một thứ sẽ càng phát triển khi nó càng được nhiều người công nhận. Bởi vậy, việc tìm hiểu sớm sẽ luôn là một lợi thế. Tuy nhiên, một thứ gì đó mà tiềm năng thì sẽ luôn tiềm tàng những rủi ro để khiến chúng ta có thể mất tiền. Vậy trước khi bàn về những cách kiếm tiền, chúng ta sẽ tìm hiểu những cách mất tiền ở thị trường này là gì. Và bây giờ, bắt đầu nào! Cái cách mất tiền đầu tiên mà hầu hết nhiều người gặp phải đó chính là nghĩ rằng thị trường dễ kiếm tiền. Tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Đó chính là có thể thỉnh thoảng bạn lướt Facebook, bạn thấy những hình ảnh khoe lãi hay là những hình ảnh nhận tiền từ tài khoản ngân hàng đều đặn hàng ngày. Mỗi ngày kiếm được vài triệu hay là vài chục triệu là bình thường. Chính vì điều này mà bạn sẽ liên hệ với họ và nhờ họ giúp đỡ. Bạn cũng muốn được như họ. Như vậy bạn đã đi đúng mục đích của họ và họ sẽ dẫn dắt bạn tham gia vào những sàn giao dịch không uy tín hoặc là những hình thức không uy tín. Có thể chúng lấy mác tiền điện tử nhưng mà thực chất lại là trá hình của cờ bạc hay là đa cấp. Nó giống như là câu chuyện mồi câu và con cá vậy. Khi chưa mất tiền thì chúng ta sẽ rất dễ bị dẫn dắt. Phải thực sự bị mất tiền thì chúng ta mới sợ và cảnh giác. Thậm chí có nhiều người mù quáng phải mất rất nhiều tiền, nhiều lần mà vẫn chưa nhận ra. Vậy thì bài học ở đây là gì? Các bạn chỉ cần nhớ một câu thôi mà mình nghĩ nó áp dụng trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Đó là cái gì càng dễ dàng thì chúng ta càng phải cảnh giác, bởi vì nó càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cách mất tiền thứ hai đó là tham gia vào các nhóm tín hiệu. Đây cũng là một hình thức mà rất nhiều người đang quan tâm, kể cả mình khi mới bắt đầu cũng đã từng quan tâm. Và hiện tại cũng có rất nhiều người nhắn tin hỏi mình rằng mình có nhóm tín hiệu hay không, và mình đều trả lời là không. Có thể đó là tâm lý chung của chúng ta, luôn muốn tìm kiếm điều gì đó dễ dàng. Chúng ta chưa bàn tới tại sao vội nhé. Chỉ cần áp dụng cái câu mà mình vừa nói, cái gì càng dễ dàng thì chúng ta càng cần phải cảnh giác. Không phải đơn giản là chúng ta theo nhóm tín hiệu, theo tín hiệu là có thể kiếm được tiền. Nếu dễ vậy thì ai cũng sẽ giàu hết. Việc chúng ta giao tiền cho người khác là một việc rất rủi ro. Tiền của chúng ta thì chúng ta nên tự quản và phải biết được khi mình xuống tiền thì rủi ro của nó là gì. Nếu bạn tham gia nhóm mà có thể học được kiến thức gì đó thì điều đó nó không sai. Nhưng nếu bạn tin tưởng để theo tín hiệu nhưng mà không hiểu một điều gì, theo một cách mù quáng thì đó là sai lầm. Việc kiếm được tiền hay mất tiền nó đều dựa theo mỗi quyết định của chúng ta. Chúng ta có thể học được ở bất cứ đâu, học từ người khác để khiến quyết định của chúng ta trở nên chất lượng hơn. Nhưng đừng để người khác quyết định thay bạn. Bạn hãy tập trung vào mục tiêu là gia tăng chất lượng quyết định bằng cách có thêm kiến thức, thay vì mục tiêu phải kiếm được tiền. Vì nếu cứ tập trung vào mục tiêu này thì sẽ rất dễ bị mắc bẫy. Cách mất tiền thứ ba đó là giao dịch đầu tư không có phương pháp cụ thể. Sau khi bạn đã xác định được việc bạn không nên để ai quyết định thay bạn, bạn tự học cách đưa ra quyết định cho bản thân, bạn tự quyết định ở mỗi lệnh, nhưng bạn vẫn có khả năng mất tiền. Đó chính là vì như mình đã nói, quyết định của bạn chưa đủ chất lượng. Nó chỉ là quyết định theo cảm tính, quyết định ngẫu nhiên, mang tính cờ bạc. Vậy thì không còn cách nào khác, bạn cần phải làm mọi thứ có kế hoạch, có phương pháp chiến lược cụ thể. Và đây cũng là một cách mà bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường này. Vậy thì giao dịch đầu tư nó vừa là cách khiến bạn mất tiền nếu bạn không có đủ kiến thức, và nó cũng là cách để bạn kiếm được tiền nếu bạn có đủ kiến thức. Nó là giao dịch và đầu tư nghe phức tạp như vậy thôi, nhưng nó đơn giản chỉ là mua và bán. Mua thấp bán cao thì bạn sẽ có lợi nhuận. Giữa giao dịch và đầu tư nó chỉ khác nhau về thời gian giữ lệnh. Giao dịch thì thường giữ lệnh ngắn hạn, đầu tư thì giữ lệnh dài hạn. Tuy nhiên cũng chính vì điều đó mà chúng ta có những phương pháp khác nhau cho hai loại này. Cũng như là những dạng thị trường như là tiền điện tử, chứng khoán, tiền tệ, thị trường nào phù hợp với giao dịch hơn, thị trường nào phù hợp với đầu tư dài hạn hơn. Mình cũng đã từng làm một video chi tiết về điều này, các bạn có thể tìm và xem lại sau. Video hiểu loại thị trường để tối ưu danh mục giao dịch và đầu tư. Tuy nhiên, trước khi muốn kiếm được tiền thì bạn phải chọn được nơi uy tín để chúng ta sử dụng tiền của chúng ta đã. Hay nói đơn giản, đó chính là sàn giao dịch.
Nếu mà bạn chưa chọn được sàn giao dịch tiền điện tử ưng ý thì bạn có thể chọn sàn Bybit. Bạn có thể bấm vào link phía dưới phần mô tả và sử dụng mã Nugida để bắt đầu tạo tài khoản. Tất nhiên là có nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hiện nay, nhưng có lý do để mình chọn sàn Bybit này. Nó có thể là những điểm khác biệt nho nhỏ thôi, nhưng đó lại là thứ mà mình hoặc là bạn đang cần. Trước tiên, chúng ta cần phải biết là nó uy tín đã. Vậy thì những tiêu chí nào để đánh giá là nó uy tín? Thứ nhất là nó được nhiều người sử dụng. Hiện tại, lượng truy cập vào Bybit đã đứng khoảng 1.000 trên tổng các trang web trên toàn thế giới. Đối với riêng lĩnh vực crypto thì Bybit cũng là nhà cung cấp thanh khoản tốt. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ thuộc top 3 cao nhất, trung bình khoảng 10 tỷ đô la một ngày. Ngoài ra thì Bybit cũng có nhiều đối tác lớn như là Red Bull Racing, câu lạc bộ bóng đá Dortmund, đội tuyển bóng đá Argentina. Như vậy thì chúng ta cũng đủ thấy tiềm lực Bybit mạnh như thế nào rồi. Yếu tố tiếp theo mà mình chọn Bybit đó chính là spread của Bybit thuộc hàng thấp nhất trong các sàn giao dịch tiền điện tử, theo thống kê của trang Skill. Đối với những ai giao dịch Forex thì chúng ta cũng quá quen thuộc với khái niệm độ chênh lệch spread. Tuy nhiên đối với những ai chưa biết thì các bạn nên tìm hiểu thêm về khái niệm này trên Google. Độ chênh lệch spread càng thấp thì nhà đầu tư càng có lợi thế. Nó cũng có thể coi là một phần trong phí giao dịch. Như vậy thì yếu tố này cũng khá là quan trọng. Hơn nữa, cái giao diện của Bybit khá là trực quan và đầy đủ chức năng. Ví dụ như ở đây, bạn có thể kéo thả biểu đồ linh hoạt, co nhỏ biểu đồ, phóng to biểu đồ. Hoặc là bạn cũng có thể vào lệnh nhanh từ hai nút mua và bán trên thị trường. Ví dụ ở đây, mua thị trường và bán thị trường. Bạn cũng sẽ có những cái công cụ đo vẽ trên biểu đồ, ví dụ ở cái thanh này. Những cái công cụ vẽ đường ngang hay là đường chéo này. Hoặc là những công cụ đo thông số chi tiết này. Đó. Hay là công cụ đo tỷ lệ RR, ví dụ ở đây. Bạn có thể bấm vào đây, chọn cái phần thế giá lên hoặc thế giá xuống này. Ví dụ lệnh mua thì mình sẽ chọn thế giá lên. Và sau đó các bạn bấm vào đây. Đây sẽ là điểm vào. Đây sẽ điểm tượng trưng cho stop loss. Và đây sẽ điểm tượng trưng cho take profit. Thì ở đây nó sẽ ra tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro. Đây các bạn có thể thấy là tỷ lệ RR là 1,9R. Tất nhiên bạn cũng có tất cả những công cụ hỗ trợ khác như là vào lệnh, chốt lời từng phần. Đặc biệt là các bạn có thể xem đa khung thời gian, đa cặp tiền cùng một lúc ở đây. Các bạn hãy để ý tới cái cột bên này. Ví dụ mình bấm vào ô này nhé. Ở đây các bạn có thể xem cùng một lúc trên 4 khung. Và chọn các cặp tiền các bạn muốn xem này. Hoặc là chọn khung thời gian. Các bạn có thể chỉnh lại cái biểu đồ này để dễ nhìn hơn. Ví dụ như là xóa cái phần volume này. Hoặc là chuột phải trên biểu đồ. Sau đó chọn cài đặt và chỉnh các thông số ở đây. Rồi, chúng ta sẽ quay lại phần một biểu đồ để có thể dễ nhìn hơn. Một cái điểm hay nữa mà các bạn cần phải lưu ý đó là nó có công cụ tính toán lãi lỗ được tích hợp luôn trên cái sàn này. Các bạn hãy bấm vào cái hình máy tính ở đây này. Ở đây nó có các cái mục tính toán lời lỗ, giá kỳ vọng, giá thanh lý, giá vào lệnh. Ở cái mục lời lỗ các bạn chỉ cần nhập thông số thì nó sẽ tính ra cho các bạn. Ví dụ ở phần leverage tức là đòn bẩy mình để là 1, số lượng là 1. Giá vào lệnh ở đây là cặp ETH mình để là 3.000 chẳng hạn. Giá đóng lệnh mình để tại điểm stop loss ví dụ là 2.900 chẳng hạn. Thì như vậy nó sẽ ra cái mức lãi lỗ của bạn. Bây giờ nếu mà bạn muốn quản lý vốn để biết được cần vào số lượng là bao nhiêu, sao cho khi chạm cái điểm stop loss nó chỉ mất một số tiền nhất định. Ví dụ số tiền có thể mất trên mỗi lệnh của bạn mà bạn chấp nhận được là 100 đô thì như ở đây nó đã ra 100 đô rồi. Do đó là cái số tiền mà bạn cần để mua ETH đó là 3.000 USDT. Ngược lại nếu mà bạn không đủ 3.000 USDT thì khi đó bạn cần phải dùng đòn bẩy. Ví dụ ở phần đòn bẩy này mình sẽ đổi sang 3. Tức là lúc này cái số tiền mà bạn cần ký quỹ chỉ là 1.000 đô thôi. Ký quỹ nó giống như kiểu đặt cọc á, tức là bạn chỉ cần đặt cọc 1.000 đô. Nhưng mà bạn có thể vào lệnh là 3.000 đô bởi vì đòn bẩy đang là 3. Nếu bạn muốn vào lệnh tương đương với 10.000 đô
thì đòn bẩy chỗ này của bạn phải nhập là 10 lần. Cái việc sử dụng đòn bẩy này đơn giản nó chỉ là một cái công cụ để bạn có thể bị rủi ro cao hơn hoặc là bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn. Nếu mà mỗi một lệnh vào bạn luôn tính toán cái số tiền mà bạn có thể mất khi mà bị stop loss, tức là bạn cũng luôn phải đạt điểm stop loss, thì khi đó cái đòn bẩy này nó cũng không quá quan trọng. Bởi vì bạn đều biết được cái lệnh đó nếu gặp rủi ro thì bạn sẽ bị mất bao nhiêu tiền. Ví dụ như ở đây, lãi lỗ đang là 100 đô. Nhưng mà bây giờ cái số tiền bạn chấp nhận mất trên mỗi lệnh chỉ là 10 đô thôi. Thì rõ ràng cái phần số lượng này sẽ phải chia cho 10 lần. Tức là ở đây bạn cần mua 0.1 ETH. Đó, thì cái phần lãi lỗ sẽ là 10 đô. Đó chính là cái cách mà tính khối lượng vào lệnh. Các bạn cần nhớ là để tính cái khối lượng vào lệnh thì trước tiên bạn cần phải biết được là cái giá mình vào lệnh là bao nhiêu này, cái giá tại điểm stop loss là bao nhiêu, rồi sau đó mới tính cái khối lượng, sao cho cái phần lãi lỗ này là một cái số tiền mà bạn có thể chấp nhận được. Cái số tiền này thì nó tùy thuộc vào mỗi người thôi. Ví dụ có những người có vốn ít thì sẽ chấp nhận rủi ro ít và khi có lợi nhuận thì cũng sẽ ăn ít hơn. Ngược lại có những người có vốn cao thì họ chấp nhận rủi ro cao hơn và có lợi nhuận thì họ cũng ăn được cao hơn. Đây cũng còn gọi là cái giá trị R, tức là giá trị trên 1R, giá trị trên 1 rủi ro. Và bạn cần phải xác định được cái con số này sao cho phù hợp với bạn. Khi mà bạn đã giao dịch ổn định rồi thì bạn sẽ nâng dần cái con số này lên. Ví dụ ban đầu là 10 đô, sau đó bạn nâng lên là 15 đô, 20 đô. Thì nếu mà bạn có lợi nhuận ổn định rồi, cái số tiền lãi, số tiền lợi nhuận nó cũng từ đó mà tăng theo. Ngoài ra nó còn có nhiều mục khác như là giá kỳ vọng này, giá thanh lý, giá vào lệnh. Ở cái phần giá vào lệnh này cũng là một công cụ rất là hay. Nó sẽ tính được một cái mức giá trung bình. Ví dụ ở cặp ETH, lần đầu tiên vào lệnh mình mua 10 ETH tại giá 3.000. Lần thứ hai vào lệnh mình mua 20 ETH tại giá 1.500. Lần thứ ba mình mua 10 ETH tại giá 1.000. Thì lúc này nó sẽ tính được mức giá trung bình của tổng tất cả các lệnh này. Đó chính là 1.750 đô. Vậy thì nếu mà giá hiện tại của ETH nó lớn hơn cái con số này, có nghĩa là mình đang có lời. Ngược lại, nếu nhỏ hơn thì mình đang bị lỗ. Cái này rất phù hợp với việc nếu chúng ta đầu tư lâu dài mà chúng ta sử dụng trung bình giá thấp xuống thì chúng ta sẽ biết được khi nào chúng ta có lời. Như vậy giao dịch và đầu tư cũng là một cách để kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên ở thị trường tiền điện tử, các bạn nên phân biệt rõ ràng điều này. Ở sàn giao dịch thì nó cung cấp hai hình thức giao dịch, đó là spot và phái sinh, hoặc cũng có thể gọi là future. Ở đây các bạn hãy nhìn trên cái thanh này. Ở phần giao dịch ngay tức là spot, còn ở phần phái sinh tức là future. Ở spot thì có nghĩa là bạn mua coin và sở hữu nó. Tức là mình ví dụ bạn mua Bitcoin thì bạn sẽ sở hữu Bitcoin. Khi bạn sở hữu Bitcoin rồi thì bạn mới có thể bán được. Có nghĩa là giao dịch một chiều, bạn mua trước rồi bạn mới có thể bán được sau. Nếu bạn là người đầu tư dài hạn thì bạn nên sử dụng hình thức spot này để bạn nắm giữ được tài sản là các đồng coin. Nó có tăng giảm bao nhiêu thì bạn vẫn không sao cả. Bạn vẫn đang có tài sản là tính theo các đồng coin và bạn chỉ việc chờ giá nó tăng lên thôi. Nhược điểm của nó đó chính là bạn chỉ có lợi nhuận khi thị trường tăng được thôi. Còn nếu bạn muốn là trader, giao dịch ngắn hạn và có thể kiếm được lợi nhuận được ở cả thị trường tăng và giảm thì bạn nên sử dụng phái sinh. Ở phái sinh thì bạn có thể vào lệnh bán trước, sau đó nếu thị trường giảm thì bạn đóng lệnh bán, tức là lệnh mua lại ở giá thấp hơn, khi đó thì bạn sẽ có lợi nhuận. Ở phái sinh thì bạn cũng có thể sử dụng đòn bẩy, tức là bạn có thể chấp nhận mất nhiều hơn hoặc là được nhiều hơn. Kể cả ở thị trường chứng khoán cũng có hai dạng này. Mua chứng khoán truyền thống thì giống với spot, phái sinh thì là future. Bởi vậy nhiều người muốn giao dịch ngắn hạn nhưng lại sử dụng spot là không phù hợp, vì bạn chỉ có thể mua trước rồi mới bán được, giao dịch một chiều thôi. Ở chứng khoán bạn còn phải mất mấy ngày chờ cổ phiếu về rồi mới bán được nữa, chứ không phải mua xong là bán được ngay như là crypto. Một số người muốn nắm giữ đầu tư lâu dài thì sử dụng phái sinh cũng không phù hợp. Phái sinh là giống y như ở Forex vậy. Ở Forex không có dạng spot vì đơn giản đó là tiền tệ.
Những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta không thể nắm giữ một số lượng tiền lớn, chờ giá tăng chênh lệch để có lợi nhuận cả. Và thị trường tiền tệ biến động của nó cũng rất là thấp, không giống như thị trường chứng khoán và crypto. Bạn cần hiểu rõ điều này thì bạn mới xác định được hình thức nào là phù hợp với bản thân. Ngoài việc kiếm lợi nhuận từ giao dịch và đầu tư thì còn một cách nữa, đó là staking. Các bạn hãy vào mục earn này, sau đó chọn staking linh hoạt. Staking tức là giữ một lượng coin nhất định và nhận về phần lãi. Bạn có thể hiểu nó như là gửi ngân hàng vậy. Tuy nhiên có một lợi thế, đó là nếu bạn staking ở Bybit thì đó là bạn có thể nhận được lãi theo ngày. Tức là nếu ở ngân hàng bạn phải gửi theo một khoảng thời gian cố định như 6 tháng hay 1 năm, thì khi bạn staking ở Bybit bạn có thể nhận được lãi theo ngày. Nếu bạn kéo xuống thì bạn sẽ thấy những cái phần lãi của các đồng như ở đây. Ví dụ bây giờ ở cái đồng BUSD này, bạn stake 100.000 đồng BUSD, cái phần trăm của nó hiện tại là 4,5%. Như vậy lợi nhuận mỗi ngày của bạn sẽ là 100.000 nhân với 4,5% và chia cho 365 ngày. Nó tương đương vào khoảng bạn sẽ nhận được hơn $12 trong một ngày. Cái kịch bản để bạn có thể sử dụng staking đó là khi bạn nắm giữ một lượng coin nào đó, nhưng hiện tại nó chưa phải là thời điểm để giao dịch. Thay vì bạn để ở ví thông thường thì bạn chỉ cần chuyển nó qua staking, bạn sẽ có thêm một phần lợi nhuận. Và khi nào bạn muốn giao dịch thì bạn có thể lấy ra để giao dịch. Việc staking này nó cũng khá là an toàn. Rủi ro của nó chỉ xảy ra như gửi tiền ở ngân hàng, đó là ngân hàng phá sản. Thì ở đây, rủi ro là khi sàn phá sản. Bởi vậy việc chọn sàn uy tín là một việc làm rất quan trọng. Rủi ro thứ hai là việc đồng coin sẽ giảm. Thực ra cái này cũng không thể gọi là rủi ro của staking, vì nó cũng giống với rủi ro mà bạn nắm giữ một đồng coin nào đó trong ví, và khi đồng coin đó giảm thì lợi nhuận của bạn cũng sẽ giảm. Nếu mà bạn chỉ muốn có lợi nhuận ổn định như kiểu gửi ngân hàng mà không sợ đồng coin giảm hay tăng, thì hãy stake những đồng coin ổn định giá, hay còn gọi là stable coin, như là USDT, USDC, BUSD, v.v. Giá của nó tương đương với $1. Có rất nhiều cách để kiếm lợi nhuận và đi kèm với nó cũng là rủi ro. Mọi người có thể tìm hiểu những hình thức mà mọi người cảm thấy phù hợp. Đối với cá nhân mình thì kể cả giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hạn, mình vẫn muốn dựa vào biểu đồ giá vì nó là căn cứ rõ ràng nhất. Ví dụ như đầu tư bất động sản thì mình chỉ biết dựa vào những lợi thế xung quanh của một mảnh đất, nó đang có những cái tin tức gì. Tuy nhiên thì đó cũng là một con dao hai lưỡi, vì cũng có rất nhiều nơi ra tin tức tốt để thổi giá lên, sau đó thì hủy tin tức dẫn tới một thế hệ đu đỉnh. Mình cũng không thể biết được lịch sử giá của mảnh đất đó là như thế nào để mình biết được là mình có đang mua ở giá cao quá hay không. Có thể mình tự nhận là mình không dành về mảng này, và mình cảm thấy cái việc đầu tư hay mua bán một sản phẩm mà có biểu đồ giá rõ ràng thì sẽ có nhiều căn cứ hơn, nên là mình lựa chọn. Do đó thì tùy mỗi người sẽ phù hợp với hình thức nào. Mình ví dụ là nếu bạn có công việc ổn định rồi, có thể kiếm ra được tiền rồi, và bạn chỉ muốn đầu tư dài hạn thôi, thì khi đó bạn hãy chọn đầu tư dài hạn, không nên chọn giao dịch, tức là trading. Giao dịch trading thì nó chỉ là giống như một nghề, tức là chỉ trừ khi nào mà bạn muốn nó trở thành một nghề, muốn nó trở thành công việc chính của bạn thì bạn mới nên học về giao dịch. Bởi vì thực sự giao dịch ngắn hạn nó là một nghề và nó khó hơn việc đầu tư dài hạn nhiều. Nên nếu mà bạn không có thời gian theo đuổi thì bạn vẫn nên tiếp tục làm cái công việc hiện tại và dành cái số tiền kiếm ra được để đầu tư dài hạn mà thôi. Hy vọng video này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức trong công việc giao dịch và đầu tư. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.